chúng ta đứng ở trên cái hiện tượng thế gian, ngày giờ năm tháng, thì chúng ta nói rằng có đầu năm, giữa năm, cuối năm. Nhưng mà đối với người Phật tử đó, thì bất cứ ngày giờ nào mở mắt ra chúng ta thấy mình còn khỏe, sống tốt, ngày đó là ngày năm mới, ngày đầu năm của mình. Người ta cúng Tết đầu năm, rồi người ta cúng giữa năm, cúng giữa tháng, tức là rằm tháng giêng. Mình bây giờ lời nhất cúng cái 2-3 lễ một lần luôn. Vừa đầu năm vừa rằm tháng giêng nữa. Thì mượn cái ý của thế gian, thì xin nhân cơ hội này xin đại lao cho quý thầy, quý cô cũng như quý Phật tử tại tu viện Trung Lập Edmonton, kính gửi đến toàn thể quý Phật tử đồng hương ở tại thành phố Red Deer này lời cầu nguyện quý vị năm mới cùng gia đình thân tâm an lạc, gia đạo bình an, sở nguyện tùy tâm viên mãn. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Hôm nay quý vị có khỏe không? Dạ. Thưa đại chúng, thì coi như là suốt một cái tháng giêng không có tuần lễ nào mà không có bận công việc. Vừa lễ ở trên Ném Minh Tinh, rồi phải đi các nơi, và điểm cuối cùng là ở Red Deer này để chúng ta làm cái lễ năm mới. Thì thưa đại chúng, trong Phật giáo đó, chúng ta có hai cái ý. Một á, là chúng ta gọi là giáo lý kinh đế. Cái thứ hai gọi là giáo lý tục đế. Thế nào là chân đế và tục đế? Chữ đế là gì? Chữ đế nghĩa là chân thật. Chữ đế nghĩa là chân thật. Nếu chúng ta thừa nương theo thế gian, thí dụ như chúng ta nói có hết 365 ngày thì chúng ta nói là một năm. Rồi 24 giờ chúng ta gọi là một ngày. Rồi ban đêm, ban ngày, rồi thí dụ vậy. Đó là mình nương theo thế gian mình nói. Thì tất cả những cái gì mình nương theo thế gian nói thì gọi là tục đế. Chữ tục là thế gian nè, thế gian pháp nè. Nhưng mà vượt Phật giáo có một cái giáo lý siêu hơn, vượt thoát những cái ý niệm đó thì gọi là chân đế. Nhưng mà bây giờ mình, cái người mà người ta thẩm thấu á, thì nó khác. Nhưng mà thế gian thì ai người ta cũng còn sống trong thế gian là tục đế. Ví dụ như người ta gặp mình, ta nói chúc anh mạnh khỏe. Nhưng mà chắc gì mình khỏe mạnh không? Đó là lời chúc của người ta thôi. Nhưng mà không chúc không được. Bởi vì thế gian mà gặp nhau thì không thể nào nói chúc anh bệnh tật hết. Tục đế là mình gặp nhau là mình phải nói chúc anh mạnh khỏe. Nhưng mà tự thân mình hiểu câu đó là tục đế. Còn chân đế là sao? Trước sau gì mình cũng phải bệnh, mà thậm chí mình đang mang bệnh. Mình phải hiểu như vậy á, thì chúng ta mới không có buồn, rồi chúng ta không có đổ thừa tại cái anh kia chúc tôi xui. Thường thường người ta cử lắm, ai mà có tang là không cho tới nhà, phải không? Theo cái lệ là mình đang có tang á, cha mẹ ông bà con quyến thuộc mất là mình không có được, mình không có được đi tới đi lui thăm viếng nhà người ta, vì lỡ người ta có chuyện gì ta đổ thừa mình. Nhưng mà thiệt sự ra đâu phải là người ta để tang người ta tới mình xui đâu. Bình thường không ai tới mình cũng xui như thường. Đó. Nhưng mà tại thế gian mình hễ mà bình thường đừng ai gì thôi, cái bắt đầu mình chấp nhận. Nhưng mà lỡ có người nào tới thăm nhà mình, bắt đầu mình điều tra. Như vừa rồi có một vị mới hỏi Pháp Hòa, chứ con có mang thai, mà bây giờ con lỡ con hư thai và con tới thăm nhà người ta được không? Rồi thì không biết ở đâu mà lanh hoanh câu chuyện đó, thì có cái người chủ nhà lại phone lên Pháp Hòa, nói thầy, con có người bạn mà người đó mới vừa hư thai, họ tới thăm nhà con được không? Thì thưa đại chúng là quý vị thấy nếu mà chúng ta gọi là kiên và cử đó, thôi thì không biết bao nhiêu chuyện để kiên cử. Thí dụ như mình mua nhà đó, mình sợ mua cái nhà mà đầu á thì lớn mà cái đuôi thì nhỏ, phải không? Cái đó người theo phong thủy ta gọi là đầu voi đít chuột,
không tốt. Tại sao vậy? Vì quan niệm của người ta là nhà đó thà là cái đầu nó nhỏ mà cái đuôi nó phải to, tức là phía sau nhà nó phải lớn. Tại sao biết không? Một, người ta gọi là có hậu. Có hậu là gì? Có người kế thừa. Thứ hai là nhỏ mà nó hút vô nhiêu sao còn hết. Có gì đâu mà phải lo, mình hà tiện nó còn nguyên. Đâu phải là cái nhà nó thật là to, ở phía sau, ở đằng trước nó nhỏ thì nhà nó mới dư đâu. Nhưng mà cái quan đó là cái, tại vì mình suy diễn như vậy, rồi mình luôn luôn mình đặt để nó như vậy. Cứ một người nói như vậy, hai người nói vậy, ngàn người nói vậy, triệu người nói vậy, cái nó thành ra gì? Thành ra cái phong tục, phải không? Thành ra cái tập quán, phong tục tập quán. Nhưng mà thưa đại chúng là cái đó, ví dụ như á, Đức Phật á, là cái người thầy mà dạy cho chúng ta hiểu cái pháp nào là pháp thế gian, cái pháp nào là pháp xuất thế gian. Xuất thế gian là gì? Là chúng ta vượt ngoài cái thế gian. Ví dụ như người ta để tang, ta để 3 năm. Ở Việt Nam là để 3 năm. Sao không để 4 năm, 10 năm, để 3 năm? Thì đặt ra câu chuyện đó là tại vì cha mẹ mang mình 9 tháng cư mang, 3 năm bồng ẩm. Tức là thường thường một đứa con nít á, để nó có đủ chút xíu hiểu biết, biết trường, biết lập, biết nói, biết cười là phải 3 tuổi. Cho nên người mẹ và người cha chịu cực khổ với con ít nhất phải 3 năm. Cho nên bây giờ mình trả hiếu cho cha mẹ bằng 3 năm tang chế. Chữ tang là gì? Là tan tóc, tức là mình có chuyện buồn. Mà chữ chế nghĩa là gì? Chế ngự. Trong 3 năm đó không được đi ăn tiệc, không được đãi tiệc, không được đãi mà cũng không được đi ăn, không được mặc quần áo lè loẹt. Thậm chí 49 ngày đầu người con trai không được hớt tóc. Râu ria phải để, tóc tai phải để làm chi biết không? Nói lên sự buồn khổ của mình. Cho nên nó hỏi Việt Nam mà ông nào mà trước khi để tang đó nha, biểu phải đi hớt tóc hết, hớt cho gọn lên để rồi 49 ngày sau không có hớt. Để ta mà thậm chí khóc không cho chùi mũi. Biết tại sao không? Vì mũi mà nó chảy như vậy lòng thòng vậy mới chứng tỏ mình đau khổ tột cùng. Mà thật sự là rất là đau khổ. Thử bây giờ hôm nào mình bị sổ mũi mà để cho nó chảy thử. Bình thường cũng khổ như thường, chứ đâu cần phải đợi tới cha mẹ chết mới khổ. Nhưng mà mình quan niệm như vậy. Mặc đồ tang là không được bẻ lai. Ai mai tang là không được bẻ lai. Phải sổ cái lai, tức là chỉ được xé chứ không được cắt. Để cho chỉ nó tưa ra như vậy đó, để chứng tỏ cái sự gọi là buồn khổ lam lũ cực nhọc của mình. Tất cả đều là cái pháp thế gian hết. Rồi bây giờ mình, mặc dù mình hiểu đạo lý là như vậy, mình hiểu đạo lý trong cái xuất thế gian là không có mấy cái chuyện đó. Cái phước mà có đủ thì không có ai làm gì được mình. Mình thiếu phước cho nên chuyện này chuyện kia nó mới đến. Bây giờ Pháp vào ví dụ như thế này. Quý vị muốn có tiền thì quý vị phải làm gì? Một là phải đi làm mới có tiền, buôn bán mới có tiền. Tức là phải làm cái gì mới có tiền. Mà có tiền rồi phải cất, phải giữ, phải xài khéo thì tiền nó mới có. Như vậy thì muốn có tiền thì phải từ tiền làm ra tiền nữa, tức là đầu tư làm ăn. Ở cái mặt phước, muốn có phước thì phải làm gì? Phải làm phước, chứ làm sao mà muốn có phước mà không làm phước được. Thành thử muốn có phước thì phải làm phước. Muốn có tiền của thì phải giữ gìn, phải biết làm ăn. Muốn mình thông minh, học giỏi thì phải chịu khó học hành. Cái nhân mình như thế nào thì cái quả nó mới tới như vậy. Chứ làm gì mà có cái chuyện là nhỏ mà không học lớn lên làm đại quý. Làm gì có cái chuyện mà nhân, người ta thường nói là nhân bất học bất tri lý. Người mà không học là không biết đạo lý. Cho bây giờ mình đọc lại câu thứ hai, mình nói nhỏ mà không học lớn lên làm đại quý. Có đó cũng đại quý mà quý của đảng. Đảng gì? Đảng trộm, đảng cắp, đảng chúa đảng, chứ không phải là những cái người mà lãnh đạo. Cho nên mình muốn cái nhân, cái quả như thế nào, mình phải tạo cái nhân như vậy. Muốn có phước phải làm phước.
muốn mình tâm mình thanh tịnh thì phải thường xuyên niệm Phật tụng kinh. Mình đâu phải là bậc thánh hiền, là cái người xuất chúng mà ở ngay phàm trần mà không nhiễm. Mình là cái người dễ nhiễm, cho nên mình phải tu theo ngài Thần Tú dạy mình. Phải coi cái thân này là cái bồ đề, phải thấy cái tâm này là cái đài gương sáng, phải thường xuyên chăm sóc. Ở đây mà có người nào mà không chăm sóc cái thân không? Không bao giờ có. Có thân là phải chăm sóc thân. Tại sao? Vì mình muốn khỏe. Nhưng mà cái người mình ta tu á, ta khỏe để người ta tu, ta khỏe ta làm việc đạo, ta giúp người. Còn mình khỏe để đi ngồi đồng tức là đi nhậu, đi cờ bạc, đi gì đó. Cho nên mình nhớ, mình có cái thân mà không biết dụng thân thì mai mốt cái thân này nó hoại uổng đi. Thí dụ bây giờ ở một vị nào hút thuốc ha, từ nhỏ cho đến 50 tuổi lá phổi tiêu. Mà khi mà cái phổi mình nó tiêu rồi, nó thôi giờ con bỏ hút thuốc. Bỏ thì đỡ vậy thôi chứ đâu có khỏe lại được nữa. Còn nếu cái người mà người ta tỉnh, ta hút được 30 năm, thôi giờ bỏ đi để mà còn mấy chục năm còn lại cho nó khỏe một chút. Cho nên mình có thân phải dụng cái thân cho nó đúng, thì cái phước về cái thân nó mới có. Cho nên thưa đại chúng, ví dụ mình tới mình tụng cầu an, nguyện cho con thân an, tâm lạc. Người mình sống là muốn thân thì khỏe, tâm thì vui. Mà bệnh tật tối ngày thì sao thân an được? Mà thân mà bệnh thì tâm vui không? Tâm không thể vui. Bây giờ người nào muốn thân an tâm lạc thì phải làm gì? Phải có giữ giới. Tức là mỗi mà mình phải biết cái thật sự đó, thưa đại chúng á. Có nhiều vị sợ quy y lắm, nói thôi tu không quy y đâu, giữ giới rồi mất tự do. Bởi vì giữ giới rồi, cái trong cái giới thứ năm nói không được uống rượu, hút thuốc gì đó, cái nói thôi mất tự do. Nhưng mà thiệt sự ra đó, mình giữ Phật có lợi hay mình có lợi? Mình chứ Phật có hưởng gì đâu. Phật biểu mình đừng có uống rượu là lợi cho cái thân mình. Phật biểu mình đừng hút thuốc thì lợi cho cái phổi mình. Mình đừng uống rượu thì lợi cho cái gan mình. Mà phổi mà gan mà lợi rồi, cái tiền nó cũng lợi luôn, tại không có tốn. Nghe nói bây giờ cây thuốc cả trăm đô, phải không? Ở trăm hai rồi, phải không? Thành thử là mình chỉ cần rà chút cái mấy người ta biết giá ta nói luôn. Mọi người nào mà nói giá chính xác là người đó đang á. Cho nên thưa đại chúng là ngài Thần Tú dạy mình phải xem thân này là cây bồ đề. Bởi vì cái cây á, thì mình phải tưới, mình phải vun bón thì cái cây nó mới tốt được. Thân thị bồ đề thọ, tức là thân là cây bồ đề. Thân thị bồ đề thọ, tâm như minh kính đài. Tâm mình giống như cái đài gương sáng, cái kiến trong sạch vậy đó. Thời thời thường phất thức, tức là mỗi lúc phải thường xuyên lau chùi nó. Vật sử nhã trần ai, đừng để nó dính bụi. Tại sao mỗi ngày mình biết đánh răng, mình rửa mặt, mình tắm rửa? Là vì mình biết thân này nó một ngày làm việc thì tạp dơ nó trụ ở đây. Cho nên phải lấy nước gì? Rửa sạch, xà bông rồi kỳ cọ cho nó sạch. Mỗi ngày mình làm sạch thân, nghĩa là mình chăm sóc thân rồi chứ gì nữa. Vậy mà mình chỉ chăm sóc bên ngoài cái thân thôi, mình chưa chịu khó chăm sóc cái bên trong cái thân. Mà chính cái system ở bên trong đó, nó mới giữ con người mình sống. Tim gan phèo phổi lá lách ruột già ruột non, trong đó mà một thứ nào mà nó tiêu thì mình cũng sắp tiêu theo. Cho nên tại sao mình không quán chiếu? Mình không quán chiếu là mình chỉ mới tắm rửa có bên ngoài, mình không có tắm rửa bên trong. Nói dạ con cũng rửa dữ lắm chứ, con rửa bằng XOX chứ. Con rửa gan rửa phổi con bằng cái đó đó. Con thanh lọc lá phổi con bằng một điếu rồi hai điếu rồi ba điếu, điếu hạ rộng điếu động quan. Ở Việt Nam mình mà cái quan tài mà ta để ở trên cái nguyệt á, thấy không? Hạ rộng tức là để xuống mộ. Động quan là nhấc cái quan tài lên. Lúc mà cái đúng cái lúc mà đụng vô cái quan tài, dời cái quan đó đi, ta kêu là di quan hay là động quan. Còn hạ rộng có nghĩa là để xuống mộ.
Mình bây giờ cái điếu kia mà nó sắp tàn, cái mình mở cái hộp thuốc ra mình kéo con điếu ra. Cái điếu kia nó vừa hạ nguyệt, cái điếu này nó động quan, cho là kéo điếu nó ra. Cho nên ta hay nói vậy đó, điếu hạ rộng, điếu động quan. Mà cứ như vậy hoài thì lá phổi mình sao nó khỏe được. Cho nên thưa đại chúng, mình có giữ giới là lợi cho mình, chúng có lợi cho Phật. Mà Phật thương mình, Phật thấy rõ cái quả, cho nên Phật nói đừng có làm cái nhân. Còn mình á, là cứ tạo nhân đến khi quả bắt đầu mới hết hồn. Mà lúc đó hồn hết rồi còn gì nữa đâu mà hết. Nó hết từ ngay mình đã quên lãng rồi. Cho nên chúng sanh mình là sống theo cái hay quên, quên cái sự thật. Thì Phật là người giác, là người tỉnh, chỉ cho mình biết cái gì là thật. Cho nên Phật nhắc tổ ngày 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 thần tú mới dạy mình cái pháp tu căn bản. Mà thật sự mà nó rất là thiết thực. Thân là cây bồ đề, tâm là đài gương sáng. Quý anh chị nào mà ở đây mà bắt đầu bước qua cái tuổi 40 á, là quý anh chị sẽ thấy cái sức khỏe mình nó thay đổi hẳn. Đừng có nói tới 50 nữa. Mình bước qua cái tuổi 40 thôi là cơ thể mình nó thay đổi, mình biết rõ. Pháp Hòa đó là bác sĩ, ông cứ la hoài, vừa lao lực mà lao tâm. Có những đêm mà mình nằm mình ngủ không được, mà cái cơ thể mình nó biến chuyển như thế nào Pháp Hòa cảm nhận được hết. Là mình biết rõ ràng. Cho nên lúc mình nằm như vậy, mình quán chiếu, mình mới thấy rằng Đức Phật là cái bậc có tuệ giác lớn. Thấy rõ, Phật thấy rõ mọi cái nhân để Phật chỉ cho mình. Cho nên mình tập ăn chay cũng là một cái tốt. Tại vì mình ăn chay, mình ăn những cái món hiền lành, giảm thiểu cái chất độc. Mà nhất là cái xã hội thời buổi bây giờ đó, quý vị biết không, độc hại vô cùng. Thịt toàn là những cái hóa chất. Thức ăn á, mình đi về những cái nước nghèo, mình không biết giờ mình ăn cái gì thiệt, cái gì giả. Bởi vì cái gì họ cũng để hóa chất vô được hết. Riết rồi mình không biết làm sao. Đúng không? Cho nên mà đã hóa chất như vậy mà chúng ta còn thả vàng mà chúng ta thọ dụng nữa thì cái thân này nó dễ hoại. Mà nó hoại rồi thì mình đâu làm được gì nữa đâu. Cho nên á, ở trên hiện tượng mặt thế gian thì chúng ta gọi là thế gian pháp, đó là chúng ta thấy có ngày giờ năm tháng chúc tụng cho nhau câu lành câu thiện gì đó. Nhưng mà trên cái đạo lý xuất thế gian, cái chân đế, chúng ta phải hiểu một điều rằng có thân là phải có già, có bệnh, có chết. Hồi xưa có một vị Phật tử tới chùa, nói thầy ơi, Tết nhất tới nơi, xin thầy cho con một cái câu đối đỏ để con dán cửa nhà con ăn Tết cho nó vui. Thầy lấy cái giấy đỏ ra, thầy ghi mấy câu. Thường thường ta hay để mấy câu đối trước cửa đó, ví dụ như là thiên tăng tuế nguyệt, nhân tăng thọ vậy không, xuân đáo càng khôn phúc mãn đường, mấy câu đối vậy đó, mấy câu cho hay, tấn tài tấn lộc tấn bình an gì đó. Ông thầy ông để, ông cố chết, ông nội chết, ông ba chết, bên này ông đối lại, con chết, cháu chết, chắc chết. Ông thì cái người này mới nói, trời đất ơi, thầy con xin thầy câu đối gì mà cho nó vui vẻ, nó hạnh phúc, chứ thầy cho câu gì mà nghe thấy chết không ớn quá. Ông nói, đạo hữu đọc cho kỹ coi, chết có thứ tự là hạnh phúc lắm. Ông cố chết rồi mới tới ông nội chết, ông nội chết rồi mới tới ông ba chết, không rồi mới tới con chết, tới cháu chết, chắc chết. Chứ nhiều khi ở đời này có nhiều khi ông cố đưa cháu cố đi chôn sao. Tức là chết mà có thứ tự là hạnh phúc. Ngài chỉ muốn khai thị chúng ta rằng cái lẽ thật ở đời này là có sự chuyển biến. Thế gian có già, có bệnh, có chết, có thành, có trụ, rồi có vinh, có nhục, có những lúc mình thịnh, có những lúc mình suy. Hiểu đạo lý như vậy thì tâm mình nó bình. Ví dụ một ngày nào đó mà quý vị đi khám bác sĩ, bác sĩ nói là phổi mình hư, gan mình tiêu rồi nha. Thử, trời ơi, tại sao tôi còn trẻ mà như thế này? Hãy ngồi nhìn lại coi mấy chục năm qua mình đã dùng cái gì để đi thẳng vô phổi, đi thẳng vô gan. Thì tự nhiên mình hết trách ai à? Phải không? Hồi xưa thì mình trách ông ở trển. Nhưng mà riết mình không có trách nữa, mình nói sao? Có người mà cũng có ta.
Mình không còn trách ai nữa, mà mình mà không có thì làm sao? Cho nên á, tại sao trong chùa mình để nè chuông mỏ sao lúc nào cũng hai hai vậy đó, hay là lúng bà cúng cho người chết á, thắp rót trà xong biểu lại hai lại, sao không lại ba lại, không lại bốn lại năm lại mà lại có hai lại thôi? Thì hai cái lại đó là tượng trưng cho gì? Tục đế và chân đế. Tục đế là sao? Sống thì ăn uống, cho nên chết rồi cũng mượn cái hình thức ăn uống để cúng tục đế. Nhưng mà chân đế là trong khi anh rót ly trà đó, tôi nói đạo lý cho anh nghe. Đạo lý gì? Ví dụ mình đọc lên một câu: than ôi người cõi thế biết đâu chừng, ngắn ngủi ngày vui được mấy xuân, đáo để có sanh thời có tử, mấy ai thoát khỏi cuộc hồng trần. Chò mình ngồi đó mình nghe mình thấm, đúng rồi, ngắn ngủi ngày vui được mấy xuân. Tôi cũng hát hoài cái bài em ơi có bao lâu. Vậy mà tôi ca hoài câu đó mà tôi chẳng thấm gì hết đó. Khi mà con mình sanh nó ra đó, mình lúc đó mình 30 tuổi. Mà khi nó thành 20 tuổi mình mừng, nhưng mà lúc đó mình nhiêu rồi? 50 tuổi. Thành nói chuyện bình thường thôi. Ngày em 20 tuổi tôi mới còn đôi mươi gì đó. Chuyện chân lý nó nói trong đó, mà tại mình không chịu thấm thôi chứ. Khi mà con mình nó, khi mình có con lúc mình 30, mà khi mà nó 20 tuổi thì chừng đó mình cũng đã 50 rồi. Cho nên nãy con mình lớn, mình nhìn nó mình vui mừng, nhưng mình cũng đừng quên rằng tuổi mình bắt đầu cũng đã chồng chất. Mà tuổi chồng chất thì cái đạo lý mình nó phải thâm sâu, không thể sống thờ ơ theo lúc mình còn trẻ được. Chứ bây giờ mình ngồi đây, tất cả quý anh chị, quý hàng quý bác thì không dám, vì quý bác là đã có một cái chiều dày trong cuộc sống rồi, kinh nghiệm tràn trề. Nhưng mà cỡ Pháp Hòa, mấy anh chị ngồi đây, thì cái điều Pháp Hòa muốn thưa chia sẻ với quý anh chị là mình đã đến lúc phải suy nghĩ lại. Thôi chơi nhiêu đủ rồi, thấy không? Mình hồi xưa mình đã chịu chơi. Bây giờ mình gì biết không? Chơi chịu thôi. Ai mà mời mình nói thôi cho tôi thiếu đi, chứ người ta mời 5 chầu mà đủ 5 chầu là mình cũng sắp đi chầu. Chầu nào không có mình hết, mình đi chầu sớm. Cho nên á, đã đến lúc mình cũng phải dừng lại bớt. Mình dừng lại bớt để mình làm gì? Mình chăm sóc nó một chút. Thí dụ như hôm nào mình thấy lúc này sao mình ho nhiều quá, lá phổi nó báo với mình rồi đó, nó biểu tình rồi đó. Hôm nào mình cảm thấy, hôm nào mình ăn no, ăn vừa xong bắt đầu mình mệt mỏi, mình muốn đi nằm, gan yếu rồi đó. Những cái đó nó biểu, nó nói cho mình hết rồi, nó lên tiếng với mình hết rồi. Lâu nay là mình abuse nó. Abuse tiếng Việt dịch là cái gì? Mình hành khổ nó. Bây giờ mình tới hồi mà nó chịu không được nữa đó, nó báo cho mình biết. Cho nên đó, khi mà mắt mình bắt đầu mờ là nó báo cho mình biết. Đó, nói báo là nói nhẹ nhàng chứ nói nó biểu tình. Bây giờ nó ì lì ra đó, đó nó làm cho mình hết si quá. Cho nên một năm mình gặp nhau có vài lần, đâu có dám gọi là nói kinh nói pháp gì, nhắc nhở với nhau. Đặc biệt là các anh chị mà hàng 40 cỡ Pháp Hòa đi lên rồi, thì mình biết rằng nếu như á, mình đã sống những cái thời gian mình ăn chơi, mình vui vẻ tốt cũng sao, nhưng mà thôi, bây giờ mình cũng phải bớt đi, mình lo những cái việc khác. Là mình làm sao mình chăm sóc cái thân này, không phải để mình bồi dưỡng nó, mà để, tiếng Anh nó kêu là để last longer. Để nó duy trì chút xíu, để mình bắt đầu mình làm cái gì mình cho lợi đời lợi người, để nó không có phí. Để nó không có phí. Thí dụ như cái hoa này, nếu mà mình cắt nó ra, mình trưng nó, mục đích của nó là làm đẹp cho một cái khung cảnh nào đó, rồi 2 tuần lễ sau mình bỏ nó vào sọt rác, nó vui vẻ như thường, là bởi vì nó đã
nó đã hành được một cái việc của nó, là nó làm đẹp cho một khoảng thời gian nào đó, ở một nơi chốn nào đó, rồi nó viên mãn. Mình cũng vậy, mình là những người khách lữ hành đến đây mà, tạm đây thôi, mấy mươi năm rồi mình phải từ giã. Đây là một quán trọ, mình là một lữ khách, phải không? Mình là một lữ khách, mình chỉ tạm ở đây thôi. Gia đình mình, cái nhà của mình không phải ở đây, cho nên trước sau gì mình cũng phải từ giã ở nơi này mình đi. Nhưng mà trong thời gian mình còn ngồi chung một chuyến tàu với nhau, mình hãy làm gì cho nhau để lỡ ai bước xuống trước á, thì nó trời, tôi nhớ cái anh đó ghê, ảnh xuống trước rồi, thôi chúc cho ảnh về nhà an toàn. Mình sống làm sao mà mình bước xuống xe nó trời ơi, nãy giờ tôi trông nó đi quá mà nó không đi. Mình chung một chuyến tàu mà, phải không? Rồi hãy tới trạm của người nào thì người đó xuống. Mình đâu biết trạm nào của mình, không ai biết trạm của mình hết. Nhưng mà nếu mà mình không có hiểu được cái chỗ đó mà mình sống mình thả vàng đó, thì uổng lắm, nó phí đi. Cho nên với cái nhìn xuất thế gian thì mình phải hiểu như vậy, để rồi trong cái phạm trù thế gian chúng ta sống cho nó tốt. Không phải rồi chúng ta nói một câu lành với nhau rồi cái là người ta lành đâu. Nhưng mà trên thế gian là mình nói lời lành vẫn hơn là mình nói lời bất lành. Cho nên Tết nhất phải chúc nhau. Tại sao bình thường không chúc, đợi Tết mới chúc? Vì đó là một cái khởi điểm để chúng ta bắt đầu một năm mới. Chứ nếu mà với cái nhìn của Phật á, với Phật học á, ngày nào cũng là ngày Tết. Tại vì sáng mở mắt ra còn sống được là ngày đó vui như Tết. Mình còn làm được việc lành, việc thiện là vui như Tết. Thưa đại chúng, là Pháp Hòa ngày nào mà Pháp Hòa sống một ngày đó mà Pháp Hòa làm được một cái gì đó thì Pháp Hòa cảm thấy vui, là vì ngày đó mình không có phí. Mà hãy bữa nào mà cứ lòng vòng mà cuối cùng chẳng cái gì nó xong được một việc, trời, Pháp Hòa uống tiếp một ngày đó ghê vậy. Tại vì mình thấy rằng mỗi ngày mình sống, mình ráng mình làm cái việc gì cho nó có lợi. Thì thôi, hôm nay mình sắp xếp được cái khoảng thời gian này để về gặp nhau, để cùng nhau tụng một thời kinh, ôn lại lời Phật dạy như nãy giờ quý vị nghe không? Những lời trong đó rất là thiết thực, rất là thiết thực. Nguyện học nói lời ái ngữ, thương yêu chăm sóc sớm chiều, đem nguồn vui tới mọi nẻo, giúp người vơi nỗi sầu đau, đền đáp công ơn cha mẹ, ơn thầy nghĩa bạn dày sâu, vân vân. Thì mình đọc những cái lời đó mình ôn đi, mình nhắc nhở mình, ủa mình sống tới giờ này mình đền gì được cho cha cho mẹ? Mình có làm giảm thiểu đi cái buồn khổ lo lắng của cha mẹ chưa? Nếu chưa thì đã đến lúc mình phải làm việc đó. Cho nên ngày nào cũng phải lại ơn cha mẹ. Cái người mà người ta sống vô ơn á thì nó khác ạ. Sống vô ơn thì thôi, muốn sống làm sao sống bất cần. Còn người mình biết nhận ra cái ơn thì nguyện sống hết lòng. Vì xung quanh mình biết bao nhiêu người người ta gia ơn cho mình. Là như hôm nay đi, ví dụ như bữa nay mà có một hai anh mà nói thôi tôi không đi đâu, tôi ở nhà, thì Pháp Hòa phải lái xe. Mà Pháp Hòa lái xe thì Pháp Hòa sẽ mệt lắm. Tại vì mình thiếu ngủ, mình việc nhiều, mà mình lái xe mình mệt lắm. Con anh tình nguyện thôi để tôi lái giùm cho, cái mình được nghỉ ngơi. Đó, nhiều đó thôi, cái mình tới nơi an toàn, cái mình nhớ cái ơn người lái xe. Hồi nhỏ mình đi học, quý vị thấy không? Uống một bát nước nhớ người đào ao, ăn một cây đào nhớ người trồng trọt gì đó. Mình ăn ốc thì nhớ người đi mò, đi đò nhớ người chèo trống, nằm võng thì nhớ người thắt dây, đứng mát gốc cây nhớ người trồng trọt. Mình nhớ cái ơn vậy, cho nên ngày nào không có giây phút nào mình sống mà không nhận ơn của người khác. Mà chính mình thấy mình nhận ơn của người khác trong từng giây từng phút như vậy, thì mình phải làm gì? Sống đền ơn từng giây từng phút, không lãng phí. Mà được như vậy thì bất cứ lúc nào mình đi, mình không có gì buồn hết. Mà trong kinh nói vậy đó, như củi hết lửa tắt. Mình làm hết tất cả những cái gì mình cần làm. Nhân cái ngày đầu năm này, thì Pháp Hòa muốn chia sẻ với đại chúng những cái ý của Phật, để rồi chúng ta nhận đó làm cái bài học nhắc nhở chúng ta trong cuộc sống hàng ngày. Cầu nguyện cho đại chúng cùng gia đình sở nguyện viên thành an vui hạnh phúc. Và thưa đại chúng,
Đây là cũng đây là cái phong tục thế gian này. Đây là gì? Tục gì? Tục đế, thế gian đế. Tức là mình có một cái lì xì gọi là lợi thị. Nguyên thủy của chữ của nó là lợi thị. Tức là mình tặng cho nhau cái điều lợi. Thì trong này có một câu thơ để nhắc nhở mình. Rồi mình nếu mình bắt gầm cái câu nào thì mình nhớ là mình, một là khen mình, vừa khen mà vừa nhắc nhở mình sống thêm đúng với cái đạo lý của nó nữa. Rồi trong này có một cái dây để mình đeo tai. Dây này gọi là dây cát tường, dây ngũ sắc năm màu. Pháp Hòa ví dụ một câu Pháp Hòa vừa lấy ra đây. Phương Đông rạng ánh nắng vàng, lá xanh tươi đẹp bình an cửa nhà. Đừng buồn những chuyện đã qua, Thích Ca thờ phụng Di Đà niệm luôn. Tại sao nói phương Đông? Phương Đông là phương gì? Nơi mặt trời mọc, tượng trưng cho đầu của một ngày, tượng trưng cho ánh sáng, tượng trưng cho bình an. Cho nên phương Đông rạng ánh nắng vàng. Mà nắng vàng mà nó soi thì cái gì nó mà nảy mầm nó xanh lá. Cây cối nảy mầm xanh lá cũng như thế. Có ánh sáng của tuệ giác, có ánh sáng của ý thức, ánh sáng chánh niệm mà rọi lại thì cuộc sống mình sẽ có ý vị hơn. Lá xanh tươi đẹp bình an cửa nhà. Nhà mình không bình an là bởi vì mình không có ánh sáng tuệ giác mình rọi vào. Chồng không hiểu vợ, vợ không hiểu chồng, mà không hiểu nhau thì làm sao sống hạnh phúc được. Ngày hôm qua Pháp Hòa làm đám cưới cho một cặp, chồng người Canada, vợ người Jamaica. Thì cái bà má của chú rể bà mới tới, bà nói Pháp Hòa, bà nói tôi á, bây giờ tôi có dâu Philippines, dâu Jamaica, dâu người 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 da đỏ. Nhà tôi bây giờ là international, quốc tế. Thì trong cái bài mà chia sẻ bài là bài nhắc nhở cho anh chị đám cưới ngày hôm đó, Pháp Hòa mới nói mình mỗi người mỗi góc mỗi phương trời, đâu có ai mà mình lại đồng ý mình về chung với nhau. Bây giờ họ quen nhau 8 năm 10 năm, họ nói họ hiểu nhau, hiểu mới có một phần thôi, về sống chung tật nó mới lòi ra. Lúc mới quen không có biết cái tật, nghe không? Mới quen biết bệnh thôi. Bệnh là bệnh có thuốc. Bắt đầu về nhà tật nó mới lòi. Tật nó lòi mình mới tá quả tâm tinh. Nói trời ơi tôi đâu biết ông có cái tật này. Nói dạ anh có mà anh giấu. Rồi bắt đầu thì người kia cũng trách, mà hễ móc ra mới có chuyện để trách, cho nên kêu trách móc. Không móc sao trách được. Cho nên mình lá xanh tươi đẹp bình an cửa nhà, sống mà có chánh niệm rọi vào. Tại sao gia đình mình bây giờ như vậy thì mình sẽ không có trách nhau nữa, mà bây giờ cái vấn đề là phải làm sao giúp cho nhau thay đổi chuyển hóa, chứ không có đem cái quá khứ ra nói nữa. Bây giờ ví dụ nó trời ơi tại sao cái hoa này nó héo, cứ ngồi nói hoài, tốt nhất là đem nó ngâm trong nước đi, lát nó tỉnh lại chứ gì đâu mà ở đó cứ nói tại sao, phải không? Đừng buồn những chuyện đã qua, không có trách móc chuyện đó đã rồi, bây giờ vấn đề là làm sao giải quyết. Thì Thích Ca, Di Đà là hai vị Phật gần với mình nhất. Thờ thì thờ Phật Thích Ca, mà niệm thì niệm Phật Di Đà. Di Đà là sự thanh tịnh, Tích Ca là sự tinh tấn siêng năng. Mình có siêng năng thì tự nhiên nó tịnh. Siêng năng lau chùi như tổ tổ gì? Tổ thần tú vậy đó, thấy không? Tâm mình là đài gương sáng, phải lau chùi bằng cách nào? Phải tụng kinh, phải niệm Phật, phải ngồi thiền, phải làm gì đó một chút mỗi ngày, 5 phút thôi. 5 phút thôi không nhiều đâu. Rồi quen dần rồi tăng lên 10 phút. Làm sao mỗi ngày mình Nam Mô Di Đà Phật, cái Nam Mô Quán Thế Âm Bồ Tát, có đứng trước Phật, có đọc cái lời kinh thì mình mới thanh lọc từ từ. Bây giờ làm biến quá, lấy cái khăn quẹt một cái, mà ngày nào cũng quẹt, quẹt riết thế nào nó cũng phải sạch. Quý vị để ý mấy cái tượng đồng ở mấy cái nơi thánh tích được rồi,
Người ta tới nè, chị về thôi. Ta già giờ về cái ta vuốt đầu vậy nè. Vậy đó, mạng triệu người, triệu triệu người tới riết cái từ một cái cục đồng đen mà ra cục đồng vàng. Ở bên Nga Mi Sơn ở Trung Quốc có cái chùa tên là chùa ở núi Phổ Hiền, là núi của ngài, núi Nga Mi có một cái tượng của ngài Phổ Hiền lớn lắm. Ngài ngồi á, cái tượng voi của ngài không là mình đứng tới đầu mình á. Thầy thử cái mình đi ngang là cái mông của con voi nó ngang mặt mình vậy nè. Ngài ngồi tuốt trên á. Ôi cha, thiên hạ cứ lễ ngài xong rồi cái điên vòng cái lại rờ mông con voi. Mà quý vị biết con voi làm bằng một khối đồng đặc mà sơn phớt rồi lên đẹp lắm. Vậy mà con cái mông của con voi nó bóng lưỡng một khối vàng. Ông bà đi ngang và mới chỉ. Mà nói nè, thấy không? Dù cho mình sơn phết cỡ nào đi nữa mà cứ ngày một người đi ngang quẹt nó một cái riết nó cũng bóng loáng như vậy. Con người mình cũng vậy. Cái tâm của mình cũng vậy. Cứ việc để tâm chùi ngày 5 phút, 5 phút, 5 phút làm riết thế nào nó cũng thuận. Quý vị karaoke, kara là có người ok chứ đâu có ai ca vô ok đâu. Kara là ok. Mà tại sao mình để thời gian mình karaoke mà mình không có ca kinh ok? Tụng kinh 5 phút. Cứ một ngày 5 phút thôi, từ từ rồi tâm mình sẽ thuần. 24 giờ mà có 5 phút tu thì đâu có thấm gì. Nhưng mà gọi thầy không thấm gì là bỏ luôn là không được. Cuối cùng Phật nói một câu: đừng khinh điều ác nhỏ mà cứ làm. Ác nhỏ mà làm hoài lâu ngày thành ác lớn. Đừng khinh một, đừng bỏ rơi một điều thiện nhỏ mà không làm. Vì điều thiện nhỏ cứ làm lâu ngày thành cái thiện lớn. Phải không? Một câu niệm Phật gieo riết trong lòng, thế nào mình cũng sẽ thuần thục. Và chúc đại chúng sớm thuần thục bởi cái sự tu hành của chúng ta. Bây giờ trước khi chúng ta giải tán, quý vị dùng cơm. Người Việt Nam mình gặp nhau là phải ăn cái đó. Ăn dỗ, ăn Tết, ăn đủ thứ ăn hết. Chú Pháp Hòa xin gửi cho quý vị một cái lọc Phật lấy ý, gọi là chúc nguyện cho nhau trong năm mới. A Di Đà Phật. Thưa đại chúng, hồi nãy chúng ta có ngồi tịnh trong vòng 5-7 phút. Cái chủ đích của Pháp Hòa là muốn hướng dẫn đại chúng có khái niệm một chút xíu về cái cách ngồi tịnh, đặc biệt là làm sao mình có thể trở về với hơi thở của mình. Tại vì trăm năm trong cõi người ta, ai ai cũng phải thở ra hít vào. Xa xa như ở nước Lào, người ta cũng phải hít vào thở ra. Gần gần như ở Canada, người ta cũng phải thở ra hít vào. Xa xa như ở nước Tàu, người ta cũng phải hít vào thở ra. Nói gần rồi lại nói xa, người ta ai cũng phải thở ra hít vào. Tại vì sao? Cuộc sống của mình á, là mình lo toan vơ vào vơ vét, hơn thua đủ thứ hết. Nhưng mà thật sự mà nói, cuộc sống mình chỉ có một hơi thở thôi. Hơi thở thôi chứ không có nhiều đâu. Mà mình nghĩ là mình nhiều dữ lắm, nhưng mà thật sự mình thở vào mà không thở ra thì xong. Thở ra mà không thở vào là cũng xong. Vì vậy cho nên đời người bao lâu? Chỉ trong một hơi thở. Một hôm Đức Phật hỏi các đệ tử của ngài: Các thầy, đời người là bao lâu? Có thầy trả lời 70 năm Phật cũng đồng ý. Có thầy nói dạ 40 năm Phật cũng không đồng ý. Cuối cùng có một thầy đứng lên nói: dạ bạch Đức Thế Tôn, đời người trong một hơi thở. Đức Phật nói: thầy thấy đạo. Thấy đạo là thấy gì? Không phải thấy đạo Phật. Thấy đạo là thấy cái lẽ thật, thấy cái chân lý. Cho nên chúng ta là người tu đạo, nghĩa là chúng ta tu học theo cái chân lý. Chứ còn đạo đây không phải là đức tin. Tin mà không khéo nó làm cuồng tín, mê tín chứ có lợi gì. Tin mà không rõ ràng cái mình đang tin
thì lâu ngày nó cuồng tín hay là mê tín. Cho nên đạo Phật không chỉ có đức tin mà phải hiểu rồi mới tin. Nếu mình không hiểu mà vẫn cứ làm, cái đó là mê tín. Mà càng làm mà thấy ai làm mà không đúng ý, mà không đúng cái mà mình hiểu, thì mình cho người ta là sai quấy, ngoại lai, thì cái đó là mình về cuồng tín. Cho nên hơi thở của mình quan trọng lắm. Vì vậy mà đại chúng cần mỗi ngày có ra 10-15 phút tập thở, kiếm chỗ ngồi thở. Khi mà mình thở yên mà mình theo dõi được hơi thở mình bình hòa được hơi thở của mình, thì cuộc sống của mình nó có mặt. Mà hơi thở mình bình hòa rồi, cái tâm mình nó sáng. Tâm mình nó sáng rồi thì việc gì mình sống mình làm mình rất là rõ ràng. Thì vậy trong cuộc sống này có gì? Ăn, mặc, ngủ, vệ sinh. Đại chúng nghĩ có phải không? Ăn, mặc, ngủ, vệ sinh, cả ngày cứ nhiêu đó. Mình đi làm cho nhiều tiền để chi? Để có tiền mua đồ ăn. Ăn để chi? Ăn cho bổ. Bổ để làm gì? Bổ để đi làm. Đi làm để chi? Để kiếm tiền. Kiếm tiền chi? Mua thuốc bổ. Thuốc bổ uống cho bổ. Bổ để khỏe. Khỏe để làm gì? Khỏe để đi làm. Đi làm để chi? Đi làm để kiếm tiền. Kiếm tiền làm gì? Mua thuốc bổ uống. Như vậy thì cuộc sống của chúng ta mỗi ngày chúng ta là sáng ra là ăn nè. Ngày ăn mấy cử? Ít nhất là 3 nha. Còn mà người nào mà diet thì 2 hay 1. Nhưng mà nói chung là phải có ăn. Mà hãy có ăn thì phải có mặc. Không thể tránh. Cái chuyện này rất bình thường, cái đó là nhu cầu mà. Phải có ăn, phải có mặc, phải có ngủ, rồi phải có gì nữa? Đi vệ sinh. Chứ mình đâu có, đâu phải con tài, con gì, con tỳ hưu. Người Hoa đó họ tin con tỳ hưu lắm, phi dấu à. Ăn con, cái con đó nó có cái miệng mà nó không có cái, nó không có cái chỗ đi vệ sinh. Cho nên ăn nhiều là nó gom hết. Ý người ta muốn nói là mình có vô mà không có ra. Trời ơi, sống chơi cha. Chỉ muốn gom của người khác mà không có chi, đâu có được. Có thu phải có chi chứ. Cho nên sáng nào mình cũng thu hết á, rợn lát cái mình chi. Nhưng mà cuộc sống của mình á, Phật gọi là đời sống mình là đời sống của vay mượn. Nè, mình mượn từ hơi thở nha. Hết vô là mượn nè, thở ra là trả nè. Mượn nè, trả nè. Có gì của mình đâu. Cuộc sống của mình là cuộc sống vay mượn. Vay mượn từng hơi thở. Rồi hơi thở mà nó bình hòa tốt rồi, cái là phải ăn phải không? Mượn chén cơm, lát 2 tiếng sau trả. Mượn ly nước, 1 tiếng sau trả. Cuộc sống của mình là ăn cũng mượn rồi trả, uống mượn trả. Rồi cái hơi lạnh quá, mượn cái áo lạnh giữ cho nó ấm. Mà nóng quá hồi cái ra bớt. Ta nói tối ngày cứ bận rộn cái chuyện mượn với trả. Nhưng mà cái đó là chuyện, cái chuyện nhu cầu bình thường con người, không có gì tội lỗi và sai quấy cả. Nhưng mà người có cái tỉnh thức thì người ta không để cho nó trở thành ra cái chuyện gọi là chi phối thời gian phần lớn của mình. Và người ta thấy rõ mục đích của mặc để làm gì, của ăn để làm gì, của ngủ nghỉ để làm gì, của tiêu tiểu để làm gì. Thí dụ mình ăn, mình nói là sao? Ăn để sống. Chứ đâu có ai tuyên bố tôi sống để ăn đâu. Ai cũng nói là sống để, ăn để sống à. Nhưng mà mình đa phần là nói vậy, nhưng mà chiều sâu ở dưới là nhưng phải ăn ngon. Chứ đâu có ai nghĩ ăn bình thường là để sống đâu, phải ăn cho ngon. Ngày xưa ông Nguyễn Công Trứ, ông có cái bài thơ, trong đó có 4 câu như thế này. Ngày 3 bữa vỗ bụng rau bình bịch, người quân tử ăn chẳng cầu no. Đêm
năm canh an giấc ngáy pho pho, đời thái bình ngủ chẳng cần, đời thái bình cửa thường bỏ ngỏ, tức là không có ăn trộm. Ngày xưa là người ta theo cái câu chữ Hán á, quân tử thực bất cầu bảo, người quân tử ăn chẳng cầu no. Cái chữ chẳng cầu no đây là gì? Không có phải là có ăn mà ăn vậy thôi, cái đó thôi. Người quân tử ăn no không phải. Mình ăn là mình cứ ăn, nhưng mà lỡ hôm nào nó có thiếu, mình vui vẻ chấp nhận chứ không có gì phiền não. Hôm nào dư giả ăn thoải mái, thiếu mình chia sẻ, mỗi người được một phần. Quân tử là ăn vậy. Cho nên cái chữ chẳng cầu không có nghĩa là có ăn mà vẫn không dám ăn. Vẫn cứ ăn, nhưng mà ăn mà biết nhìn, biết coi, biết ngó. Hễ thiếu mình nhường chia, chia đều hết rồi mà ai cũng, mà mình vẫn chưa đủ no, nhưng mà ai cũng giống mình đó, bình thường. Quân tử. Ngày ba bữa vỗ bụng rau bình bịch, nghĩa là có miếng rau ăn là được rồi. Nhưng mà mình đâu có phải bình thường đâu, ăn rau là đã đành rồi ha. Nói nghe đơn giản lắm, ôi ăn rau đi cho nó đơn giản. Nhưng mà phải rau gì? Rau luộc à, luộc xong rồi cho miếng dầu hào lên, thêm vài cái nấm đông cô lót lên, rồi nếu mà có gì nữa lót lên, tức là sau cái tiếng rau luộc là nó còn được chứ phải. Ôi chấm nước tương được rồi, nhưng mà có ớt không? Đó là không có sao. Nhưng mà ở đây Pháp Hòa muốn nói để cho chúng ta thấy rằng cái cuộc sống của chúng ta, nếu mà nói cho kỹ, nghĩ cho cùng, thì tất cả chỉ là vay mượn tạm thời. Nhưng nếu chúng ta không có rõ ràng cái vay mượn, thì chúng ta bị cái vay mượn nó chi phối nhiều quá, thì chúng ta mất thời gian với những công việc chính yếu của mình cần làm. Ví dụ như mình đi làm, trong hãng cho mình nửa tiếng để ăn, và mình trong đầu mình luôn luôn nghĩ sao? Ăn lẹ để no, để làm gì? Để đi làm đó. Vậy thì mình thấy cái đi làm là cái chính yếu, còn ăn là để dưỡng bụng mà đi làm. Thì cuộc sống của chúng ta thỉnh thoảng chúng ta phải quán như vậy. Mình ăn để mà duy trì sự sống này. Vì vậy cho nên có nhiều lúc ăn dở một chút, nhưng mà bảo đảm cho sức khỏe. Ăn càng ngon càng dễ bệnh. Tại vì cái ngon, chính cái ngon đó, nó rất là nhiều cái hóa chất. Ngày xưa tại sao ông bà mình sống lâu, sống thọ, là tại vì ông bà mình ăn đồ organic nhiều hơn mình. Mình bây giờ mà vô buôn củ cà rốt mà organic là sao? Mắc tiền phải không? Hồi xưa là chê mấy cái đó mà trồng ở trong vườn là đồ dởm. Bây giờ mà đi vô chợ mua mấy cái đồ đó là mắc tiền hơn. Hồi đó mình đi chợ là lụa thiệt là bự, nhưng mà bây giờ càng bự người ta càng ớn. Tại vì cái nào mà nó to nó ngon là nhất định là không phải là cái bình thường. Nhưng mà tại sao? Vì cái nhu cầu bây giờ con người quá lớn, cái nhu cầu quá nhiều, làm sao người ta cung ứng đủ. Một cái thành phố thôi mà một ngày phải tiêu thụ bao nhiêu con gà, con vịt, thì buộc lòng người ta phải dùng hóa chất khi người ta nuôi đó thôi. Có những chỗ là trồng xà lách là chỉ có một đêm thôi, ngâm cái hạt nó vô rồi để xuống rồi tưới là ngày hôm sau, là hai hôm sau là đã có xà lách rồi. Dễ sợ không? Cho nên thỉnh thoảng quý vị mua một trái dưa hấu về đó, để đâu chừng hai ngày quý vị cắt ra nước không ở trong, cắt ra nó bở rẹp hết trơn, là cái trái dưa hấu đó không bình thường. Có những lúc người ta đem vô người ta cho xoài đó, mấy chục thùng, tôi nhìn xanh thật đẹp nhưng mà cắt ra đen hết cái ruột, đâu có ăn được đâu, bỏ hết. Vậy thì mình biết rằng á, giống như đời bây giờ mình thấy nhiều cái thứ nó rất là đẹp, nhưng mà tốt mã rã đám. Hôm rồi đi qua Quảng Châu,
Mà trước khi Pháp Hòa đi là dặn rồi nha, ai đi vô trong cái tiệm mà bán mấy cái iPhone rồi đó, nhớ là chỉ coi cho vui, không mua nha. Dặn vậy đó rồi bước xuống xe cái 17 người mua. Cái iPhone 7 cách đây mấy năm nha, iPhone 7 mà con $100 cái. Trời ơi rẻ quá, iPhone 7 mà qua đây mua có $100 cái à. Nó đứng nó quảng cáo ở trong kia. Mà trước khi lấy ra nó nói rồi nha, ra khỏi tiệm là no return. Ôi chà, có $100, tốt quá. Đem lên xe cái bắt đầu mở hộp đồ ra, bắt đầu quẹt, sao quẹt nó không chạy. Cái quẹt qua sao nó không chạy. Lắc tới lắc lui hồi cái cầm thổi cái phù của nó chạy. À, cho nên mình ham cái đồ rẻ tiền thì nó cũng có cái giá của nó chứ đâu phải không. Thành thử là ở đây mà chị muốn nói á, cái vấn đề là cuộc sống của mình, cái chuyện ăn mặc ở ngủ vệ sinh của mình là cái chuyện nhu cầu bình thường của con người, nó không có gì là sai quấy cả. Nhưng mà nếu mà chúng ta thiếu cái sự tư duy và chúng ta thấy rằng chúng ta cần bỏ cho nó bao nhiêu thời gian mỗi thứ, rồi còn dư cái thời gian còn lại mình cần làm cái gì, chứ còn không thì cả ngày cứ bận ăn, hay là cả ngày cứ bận lo mặc, hay cả ngày cứ bận ngủ. Có nhiều vị người ta thích quần áo thì ta rảnh là ta shopping, ta mua đủ thứ hết. Có nhiều người ta thích ăn cho nên ta nói lên một mâm cơm ăn từ trưa cho tới tối, tối ngày cứ lo ăn. Thành thử ra mình mà không khéo thì cái nhu cầu á, cái nhu cầu nó biến thành ra gì? Cái tham cầu. Cái nhu cầu của con người mỗi ngày là vậy đó, ăn mặc ngủ vệ sinh vậy. Nhưng mà nhu cầu bao nhiêu? Ít lắm. Nhưng mà cái tham cầu thì nó rất là nhiều, tại vì cái gì rẻ là phải mua chứa chứ. Cho nên Phật dạy trong kinh á, nhiều thứ lắm mà hôm nay Pháp Hòa chỉ nói một thứ thôi, đó là ăn. Phật mới dạy trong kinh nè, mình ăn để làm gì? Ăn là gì? Ăn là một cái hành động đưa thức ăn vô trong người để nuôi dưỡng cơ thể. Con người hay động vật, con thú nó cũng ăn. Như vậy ăn là động tác, một động tác của con người hay của vật đưa một số thức ăn thích hợp vào để nuôi dưỡng các tế bào, duy trì sự sống. Mà ăn thì phải đi với uống, thì kêu ăn uống mà. Uống cũng vậy, uống là một hành động đưa cái thức uống phù hợp với cơ thể vào trong cơ thể này để nuôi tế bào, giữ sự sống. Ai cũng nói ăn để sống hết á. Nhưng mà mình không khéo thì ăn để chết. Tại vì mình ăn quá nhiều những cái độc tố, cái hóa chất. Cho nên cái câu mà cái câu quán tưởng khi bữa ăn á, chỉ xin ăn những thức ăn có tác dụng nuôi dưỡng lòng từ bi, nuôi dưỡng cơ thể, ngăn ngừa tật bệnh và bảo hộ được môi sinh. Mình ăn như thế nào mà để giảm thiểu khổ đau của muôn loài, vừa giảm thiểu khổ đau của muôn loài mà vừa được cái sự gọi là gì, nuôi dưỡng cơ thể và giảm đi được cái sự tổn hoại cái môi trường sống. Quan trọng lắm. Cho nên Phật dạy điều thứ nhất, ăn để làm gì, gọi là tư thân vị đạo. Tại vì mình mà không ăn thì thân thể hao gầy, không thể sống được. Cho nên mình ăn để mình vì cái sự tu hành, cái sự sống mà để làm lợi. Cũng giống như á, mình đi thăm một người bệnh, mình muốn cho người bệnh ăn, mình nói má ráng ăn đi, má thương mấy con, má muốn sống lâu với con cháu, má ráng ăn đó. Hay là mình tới một người bệnh, bất cứ ai, mình khuyên người ta, mình nói muốn khỏe sống ráng ăn chút đi. Thì bản thân mình cũng vậy. Có nhiều khi cái thuốc nó đắng dữ lắm, nhưng mà phải uống, tại vì mình biết uống vô nó mới khỏe. Quý vị có ai ở đây uống cây mật nhân chưa? Nó là một cái loại cây thôi mà nó đắng, đắng kinh khiếp lắm. Đắng mà lên nhức đầu luôn á, nhưng mà nó có công năng trị bệnh.
thì đắng cỡ nào cũng phải ráng uống. Mà thường thường là thuốc, mà thuốc hay là toàn là đa phần là thuốc đắng. Cho nên trên đời này cũng vậy, cái lời nói thật luôn luôn nó hay cháy tai. Trung ngôn nghịch nhĩ mà, trung ngôn nghịch nhĩ, cái lời nói mà thật là lúc nào nó cũng xá với cái lỗ tai mình. Nhưng mà người ta có thêm câu kế à, trung ngôn nghịch nhĩ lợi ư hành. Thường thường mình cắt cái câu đó có phân hờ nữa, cái câu của người ta nguyên là trung ngôn nghịch nhĩ lợi ư hành, nghĩa là lời nói thật nó thường chỏi tai, nhưng nếu chịu khó làm thì có lợi lắm. Nhưng mà mình không thích câu kế. Thuốc đắng lợi ư bệnh, khổ dược lợi ư bệnh. Khổ dược là thuốc đắng, lợi ư bệnh là có lợi cho các bệnh, nó có thể khả năng nó chữa bệnh. Thở đây cũng vậy, tư thân vị đạo là luôn luôn tâm niệm mình ăn để mình sống, để mình hành đạo. Người ta thường gọi là nuôi thân hành đạo. Thân thể mà không khỏe không làm được gì hết. Cho nên quý vị nhớ Đức Phật của mình đó, từng tu khổ hạnh phải không? Ngày tu khổ hạnh mà đến cuối cùng ngày xỉu ở bên đường. Ngày xỉu bên đường thì trong khi mà ngày mơ màng trong giấc, trong cái ngày xỉu đó thì có một đoàn hát đi ngang. Và người ta căng cái dây đàn lên căng quá, ta vừa khải vô thì cái dây đàn nó đứt. Rồi khi mà người ta thay cái dây đàn, người ta làm cái dây đàn nó lỏng quá, đánh nó không kêu. Người ta căng cái dây đàn vừa chừng thì tiếng nó kêu hay. Thì trong khi đó Đức Phật học ra được một chân lý: đời sống của mình như là một cây đàn, nếu căng quá sẽ đứt, dùng quá không kêu, vừa chừng. Và cuối cùng Đức Phật ra phát minh ra con đường trung đạo. Trung đạo là gì? Đói ăn mệt ngủ. Cho nên thường thường á, mình ăn vừa no lúc nào nó cũng khỏe hơn ăn ráng. Có nhiều lúc còn dư có chừng 2-3 muỗng cơm, thôi mỗi người ráng miếng thì cũng được thôi. Nhưng mà mình để ý cái cơm ráng á, mình ăn ráng ăn á, lúc nào nó cũng mệt hơn là mình ăn đủ. Vì vậy cho nên trung đạo á, là mình giữ cái mức vừa chừng. Vậy thì khi mình ăn á, mình lỡ mình khởi cái tâm niệm tham đắm, thì mình nhớ là ô, cái này là tư thân vị đạo. Cái thứ hai, dưỡng thân trung trùng. Dưỡng thân trung trùng là sao? Là ở trong cơ thể mình nó có bệnh, không ăn thì mấy con vi trùng nó phát, nó sinh khởi và nó làm mình bệnh tật nhiều hơn. Cho nên mình ăn thức ăn vô để nó làm ra máu, nó tạo ra đường, vân vân, nó nuôi trong cơ thể. Còn không thì trong cơ thể này những con vi trùng bắt đầu nó sao? Nó tung hoành ra thì mình dễ bệnh và mau bệnh. Cái thứ ba là sanh thị giả phước. Sanh thị giả phước là gì? Là khi mà mình sống, mình tu được, mình ăn mình khỏe được, thì mình cái cơ thể này lại là cái nguồn để tạo ra phước. Phải không? Ví dụ như á, mình muốn đi giúp cho người nghèo mà thân thể mình không khỏe, bệnh tật tối ngày thì làm sao giúp? Như vậy thì đại chúng nhớ là cái thân này tuy nó giả nhưng mà nó xài được lắm. Nó xài được lắm là tại vì sao? Ăn thua mình tư duy. Tư duy tu, hồi nãy có bà nói tu thiền đó. Tu thiền là tư duy tu, mình biết suy nghĩ dụng cái thân này như thế nào. Cho nên cái thân này á, nó giống như một cái tràng hoa, kết lại từ cái cánh hoa kết thành một tràng hoa. Cũng như thế, tuy thân thể này là tạm bợ nhưng nó có khả năng làm được nhiều điều thiện, điều lành. Vì vậy mà trong kinh Pháp Cú có câu: như từ những cánh hoa làm nên một tràng hoa. Nơi thân nơi thân sanh tử này làm được nhiều thiện sự.
mình có thể đóng góp rất nhiều cho xã hội, cho mọi người xung quanh. Quý vị thấy năm nay 2019 là chùa Trúc Lâm được 30 năm, thì trong 30 năm qua biết bao nhiêu là sự giúp đỡ của tất cả mọi người ở các nơi, từ những Phật tử địa phương cho đến những Phật tử ở xa. Thì mỗi người chúng ta cũng chỉ có một cơ thể bình thường vậy thôi, mà tại sao chúng ta, mà quý vị đóng góp đâu phải cho chùa Trúc Lâm không đâu. Nếu mà tính ra là quý vị đã đóng góp cúng dường nhiều những chùa khác quý vị biết nữa, hộ trì cho nhiều nơi nữa, làm từ thiện cũng có, cúng chùa cũng có, in kinh cũng có. Rõ ràng là nơi thân tạm bợ này chúng ta đã làm được rất nhiều thiện sự. Một người á, chúng ta có 24 giờ, không có hơn, không có kém, ai cũng có cái thời gian giống nhau. Nhưng mà cái quan trọng là chúng ta đã sử dụng cái thời gian đó như thế nào. Cho nên cái thân này nó có khả năng sanh ra phước, gọi là sanh thị giả phước. Cho vì vậy mà mình ăn uống á, nói như vậy có nghĩa là tối ngày mình cứ kiếm ăn, không phải vậy. Nhưng mà nhớ là khi mình ăn không tham đắm và cũng không khinh thường, mục đích là để làm gì? Để hiểu rằng đây là một cái thân thể, là cái nguồn tạo ra phước. Cũng giống như bây giờ Pháp Hòa nói vậy nè, tất cả mọi người, mỗi người, mỗi tay, mỗi việc, mỗi sự giúp đỡ để duy trì cái chùa. Duy trì cái chùa để làm gì? Vì cái nơi này có thể giúp đỡ được cho rất nhiều, nhiều hoàn cảnh, nhiều vấn đề. Ví dụ có nhiều người, người ta không có khổ gì hết á, nhưng mà giờ người ta có người thân mất, ta nhờ thì cũng nơi này. Vậy thì cái nơi này có thể giúp cho Phật tử khi hữu sự tan chế. Cái nơi này cũng có thể giúp cho người ta khi người ta gặp có những cái chuyện rắc rối trong cuộc sống gia đình. Nhưng mà nơi này cũng là cái nơi quy tụ hàng tháng, hàng tuần để ngồi thiền, nghe pháp, chuyển hóa thân tâm. Có những ngày, có những người, người ta bị stress trong cuộc sống, người ta gặp nhiều cái bế tắc trong đời sống gia đình, người ta chạy lên đây, người ta tĩnh lặng. Quý vị biết là những người Mỹ mà làm office gần gần đây này, cái giác mà 2 giờ trưa, 1 giờ trưa thỉnh thoảng hay vô đây họ ngồi lắm. Tại sao? Nhiều lúc buổi trưa đây yên tĩnh, họ bị quá nhiều cái stress ở chỗ hãng họ, họ xin vô ngồi 20 phút, nửa tiếng rồi họ đi về. Ngày hôm qua lớp, bữa hôm kia lớp thiền thứ 6, có ông Mỹ ông ngồi xong ra ông hỏi, ở đây chỉ mở thứ 6 thôi là ngày thường có được vô không? Phong Hòa nói được, nếu ông cần, ông nói ồ, vậy tôi sẽ tranh thủ tôi vô, tại vì đôi lúc là hãng tôi rất là cần cái chỗ yên tĩnh, để tôi yên tĩnh. Như vậy thì nơi cái nhà giả này nè, cái chùa này mấy chục năm này tạm ở đây, có thể làm ra được nhiều điều. Thì cái nơi thân thể của ta cũng vậy. Đây, chúng ta có bàn tay không? Chắp tay cũng được, bắt tay cũng được, dỗ dành cũng được, làm bánh cũng được, nấu ăn cũng được, mà đục đánh người ta cũng được. Vậy thì bây giờ mình biết mình có bàn tay mình phải làm gì? Nếu mình có chánh niệm thì mình sẽ dùng bàn tay mình hữu lý, đúng nghĩa. Cho nên mình có khả năng gì mình đóng góp được. Cho nên thưa đại chúng á, ở trong chùa đó, Phật tử đem thức ăn vô cúng. Vô cúng là mình thọ nhận. Mình thọ nhận để làm gì? Mình biết là mình là người mang nợ của đàn na tính thí, và mình phải làm cái gì đó để đền đáp lại cho đàn na tính thí. Cái đó gọi là sanh thị giả phước. Cái cuối cùng là gì? Phá ngã ngoại đạo. Có những người, người ta quan niệm tu hành phải ốm o gầy mòn, chứ còn tu hành mà tròn vo béo bỉnh quá không tốt. Nhưng mà nếu một người mà ốm o gầy mòn xanh xao thì họ không thể họ làm được gì, thì nói làm sao? Trời ơi, tu gì mà bệnh tối ngày. Cái gì ta nói cũng được hết.
Ví dụ như một vị đó cả đời biết làm từ thiện thôi, nó tu không lo tu, đi lo làm từ thiện danh lợi. Và người nào mà ta gõ mỏ tụng kinh, ta tu riết cái nó xong yếm thế, không có nhập thế độ đời. Cho nên cái gì ta cũng nói, cái quan trọng là mình thấy những cái gì mà mình cần, chỗ mình là cái nơi gọi là sanh thị giả phước, thì phá đi những cái lý luận của những người người ta lệch lạc, người ta nhìn rất là lệch lạc. Phá đi những cái nhìn lệch lạc. Cho nên đại chúng nhớ là tu á, là hành, mà hành này không có nghĩa là hành thân ép xác. Đa phần người ta hiểu vậy đó, hành là phải hành thân ép xác. Không phải, tu hành là thực hành những gì mình học để mình ứng dụng. Chữ hành này là thực hành, là tu tập. Như vậy, hôm nay Pháp Hòa trích 4 cái nghĩa mà Phật Tổ dạy trong kinh luận. Ý nghĩa của cái ăn, chưa nói mặc, chưa nói ngủ, chưa nói gì hết, Phật nói đủ hết á. Nhưng mà hôm nay mình nói cái ăn, và mình hiểu rằng ăn để sống, và ăn để làm gì? Ăn để dưỡng thân tu tập, gọi là tư thân vị đạo. Dưỡng thân trung trùng, trong cơ thể này có nhiều vi trùng lắm, cho nên mình ăn để mà mình giữ nó, đừng có để nó phát tác. Và nó phát tác sớm quá thì mình không thực hiện được những cái gì mình muốn làm. Cho nên mình muốn được cái chuyện gọi là sanh thị giả phước, giữ thân làm phước, thì phải nhớ là trong đó mình cũng dưỡng những cái bệnh tật trong cơ thể mình. Cái cuối cùng là phá ngạ ngoại đạo. Tức là ngoại đạo là gì? Không phải là người họ không cùng đạo Phật với mình kêu họ ngoại đạo. Cái chữ ngoại đạo theo Phật giáo là khi chúng ta không thấy được lẽ thật, khi chúng ta không thấy được cái chân lý, cái đó gọi là ngoại đạo. Thì hôm nay trong cái buổi sinh hoạt này, thời gian không có nhiều, Pháp Hòa chỉ xin chia sẻ với đại chúng 4 cái ý nghĩa, 4 cái khái niệm, 4 cái mục đích mà Phật Tổ đã luận trong kinh sách, để cho chúng ta hiểu rằng cái ăn ăn nó có 4 cái lợi. Nhưng mà chính chúng ta hiểu như vậy thì chúng ta biết rằng cái sự ăn này nó chỉ là vậy thôi, cho nên chúng ta không có tham đắm, không có nhu cầu. Người quân tử ăn chẳng cầu no, nghĩa là có chi ăn nấy, miễn là đủ sức khỏe, đủ giữ duy trì cái thân để làm được những cái việc khác là quý rồi. Còn mình bây giờ chẳng những ăn no mà phải ăn ngon, phải ăn cho ngon, mà hãy muốn càng ngon thì phải càng cực, càng ngon là phải càng cực, mà cực nhiều quá thì thời giờ nó không còn. Cho nên dĩ nhiên hãy hôm nào có tiệc thì cứ bày, ta kêu bày tiệc mà, có tiệc là phải bày món này món kia. Nhưng mà ngày thường thì chúng ta đơn giản những bữa ăn của mình, để cho chúng ta vừa có sức khỏe mà không mất thời gian. Hiểu được như vậy, mình ứng dụng được như vậy, thì cuộc sống của mình nó bình an hơn, và nó đỡ chúng ta phiền não về những cái gì mà chúng ta đang làm trong cuộc sống. Có nhiều người ta nấu ăn mà ta phiền não lắm. Mà quý vị biết không, những người mà nấu ăn mà nấu trong phiền não á, là cái người ăn á, người ta bệnh. Cho mình nấu ăn mình phải vui vẻ, mình cởi mở, mình hoan hỷ. Đặc biệt là nấu ăn cho chung, chùa nào cũng có một ban nhà bếp hết á, không có chùa nào mà không có cái ban đó. Mà cái ban đó là cái ban bảo vệ sức khỏe, bảo vệ coi như là sự sống còn của cả đại chúng là nhờ cái ban đó. Mà cái ban đó nấu trong hoan hỷ, trong nhẹ nhàng thì ta ăn vô ta đỡ trúng độc, phải không? Còn mình nấu trong sân si, nấu trong phiền não, nấu trong giận tức, nấu trong gây gỗ thì nó không có nên. Vì người mẹ cũng vậy, mẹ mà nấu ăn cho con là phải nấu bằng tình thương, chứ không phải nấu bằng bổn phận. Trời ơi, mệt ghê vậy đó, mà bổn phận phải nấu, thành thử ra dục. Mình nấu, có phải là nhớ có một vị giả ngày ngày cái vị đó luận như thế này: cha mẹ là thương con, chuyện đó bình thường, không có gì phải gọi là bổn phận. Tuy nhiên mình thấy mình có bổn phận, thì cái chữ bổn phận là mình nói thì mình thấy có trách nhiệm thôi,
Chứ thật sự cái tình thương của cha mẹ nó rất là thiêng liêng. Cái chữ bổn phận dùng nó cũng chưa đúng nữa. Con mình sanh ra là mình thương à? Cái tự nhiên nó như vậy chứ không có gì bổn phận. Cho nên khi mình nấu ăn cho mọi người á, mình thấy cái chuyện nó thiêng liêng. Mẹ là nấu ăn cho con, vợ là nấu cho chồng, hay ngược lại, cha là nấu ăn cho con, cha là chăm sóc con. Chứ không có nói đáng lý chuyện này má mày làm nghe, còn tự má mày không làm tao làm, thí dụ vậy. Thì tự nhiên mình thấy có cái khoảng cách. Còn cái chuyện cha mẹ mà được chăm sóc con, đó là hạnh phúc. Mà khi mình nấu cho người thân mình nấu được như vậy thì người thân mình ăn rất là thoải mái, ăn rất là ngon. Bữa nào quý vị thử đi, để ý. Chứ cái này không cần thử, nó happen xưa nay rồi. Để ý là hôm nào mình nấu bằng bực bội, bữa ăn nó khác lắm. Mà mình nấu bằng vui vẻ nó khác lắm. Tại vì mình nấu bằng vui vẻ đó, cái cách mình cắt cái miếng cải nó nhìn nó cũng khác nè. Còn mình là mình bực bội hả, khúc cái ngắn cái dài cái dài rồi bực quá rồi không nhớ để đường để muối gì chưa nữa, bỏ đại vô ăn được ăn không. Thành thử ra nấu bằng tình thương thì nó khác, mà nấu bằng bực bội thì nó khác. Vì vậy mà nhà chùa là nơi nuôi dưỡng thân tâm của hành giả. Nghe pháp tụng kinh là nuôi tâm, ăn cơm là nuôi thân. Như vậy nhà chùa là cái nơi cung ứng đầy đủ hai phương diện nuôi dưỡng cho một người. Tới chùa là được nuôi cả hai thứ, nuôi thân và nuôi tâm. Sáng giờ là nuôi tâm rồi, giờ chuẩn bị xuống dưới lầu kiếm dĩa cơm nuôi thân. Chúc đại chúng cuối tuần vui vẻ. Chúng ta xin chắp tay xá Phật, rồi sau đó chúng ta ra phía sau cúng linh. Chư vị khác thì xin mời xuống nhà để dùng trưa. A Di Đà Phật. Quý vị xả chân chút cho khỏe trước khi đứng dậy.